Hello, xin chào mọi người. Và ngày hôm nay mình sẽ làm một thí nghiệm với nước vô cùng đặc biệt. Và thí nghiệm này như sau: chúng ta sẽ có 3 chiếc lọ đựng 3 cái nước tinh khiết và mình đã chuẩn bị sẵn đây. 3 cái lọ đây ạ. Và chúng ta thấy rằng là cái mực nước của 3 cái lọ sẽ là 3 lọ là sẽ là bằng nhau đây ạ. Còn một lọ thì mình sẽ ghi cái dòng chữ, một câu thần chú mà mình hôm trước vừa được nghe và được chỉ dẫn để khi tụng cái câu thần chú này, đó là Namata Hamani, Namata Hamani. Mình có ghi ở đây đó là Namata Hamani và bạn là nguồn. Đấy là lọ số 1. Lọ số 2 ở đây là lọ bình thường, mình có ghi là BT mọi người nhé, lọ nước bình thường. Ở đây mình không có tác động gì cả. Và lọ này thì đó là cái lọ mà mình sẽ ghi là lọ đáng ghét, đáng ghét và những cái thứ xấu xa nhất thì mình có thể là dồn vào đây, dồn cái tâm trí vào đây khi mình ghi vào đây và đang ghép và quất đi, đúng không ạ? Mấy lọ này thì sao ạ? Lọ này thì mình sẽ ở đây mình sẽ đọc đó là gì ạ? Namata Hamani, Namata Hamani, Namata Hamani, bạn là nguồn. Namata Hamani, Namata Hamani, bạn là nguồn. Rồi ạ, lọ bình thường ở đây thì mình không nói gì. Còn lọ này thì sao ạ? Bạn thật là đáng ghét, bạn hãy quất đi. Mày đáng ghét, mày quất đi. Mày đáng ghét, mày quất đi. Mày đáng ghét, mày quất đi. Rồi, thế thì sau đây mình sẽ cho vào tủ lạnh, cho 3 cái lọ này vào tủ lạnh nhá. Sau khi để đông lạnh lại thì mình sẽ xem là cái kết quả nó như thế nào mọi người nhá. Ok ạ. Vâng, xin chào cả nhà, và đây là kết quả khi mà mình để vào tủ ngăn đá mà sau vài tiếng mang ra. Đây là lọ bình thường, còn đây là lọ có câu Namata Hamani và bạn là nguồn này. Cái này là lọ đáng ghét, cút đi này. Chúng ta cùng xem như thế nào nhé. Đây, chúng ta xem cái lọ bình thường trước. Hãy để ý đi ạ mọi người, chúng ta cùng xem nhé. Chúng ta thấy là cái lọ bình thường này có những cái đường ạ. Có những cái đường, đây mọi người nhìn này. Nó có đông lại nhưng mà nó có những cái đường, cái mảnh mảnh này. Đấy, giống như một cái mũi kim ấy, giống như mũi kim. Đấy. Đấy mọi người thấy không ạ? Giống như cái mũi kim luôn đây này. Đó, như thế này nhá. Rồi. Tiếp theo chúng ta chuyển sang cái lọ có câu Namata Hamani này. Mọi người cùng xem ạ. Ở đây ạ. Ở đây thì cũng có những cái đường nhưng bên trong có những cái chấm rất là đẹp này, rất là đẹp mọi người thấy không ạ? Có những cái chấm rất là long lanh luôn, như cái viên ngọc này. Đó, mọi người nhìn thấy đoạn này này. Đây, mọi người thấy không ạ? Ở đây rất là nhiều này. Đấy, nhìn thấy không ạ? Rất là đẹp này. Đấy, có những tinh thể nó hoàn toàn khác biệt với cái vừa rồi luôn. Cái lọ bình thường luôn, mọi người nhìn này. Đúng không ạ? Nước đóng lại này. Rất là đẹp này. Ok. Đó, mọi người thấy không ạ? Những cái hạt giống như là những cái viên ngọc rất là đẹp này, lấp lánh này, rất là sáng này. Đấy, rồi. Ok, hơi ướt rồi. Tiếp theo chúng ta sang cái lọ đẹp, lọ đáng ghét và cút đi. Chúng ta xem này. Rồi, nước đóng lại như thế nào ạ? Mọi người nhìn thấy này. Nó hoàn toàn khác này. Đó. Xem nhé. Để mình bóc ra xem dễ hơn. Đây mọi người thấy không ạ? Có những cái chấm nó khác biệt luôn. Nó khác biệt. Nó không rõ nét. Nhưng mà nó có những cái hạt này, có những cái hạt ở đây. Ở đây bên này thì cũng không, những cái đường của nó thì đường, những cái đường nó rất là khác này, đúng không ạ? Nó không được, cái đường nó không trong như cái lọ của có câu bạn là nguồn kia với cái lọ bình thường, đúng không ạ? Những cái đường nó khác luôn. Đấy, những cái đường nó không giống như cái đường kim mà nó cái đường rất là khác. Đấy, còn những cái hạt thì khác, cũng cái màu nó không được trong, không được sáng như vậy luôn, đúng không ạ? Rồi đây mọi người nhìn. Đấy. Rồi đây ạ. Chúng ta có thể nhìn đây ạ. Nó khác luôn.
Đó. Không đong được lại luôn và có những cái hạt đấy ạ. Những hạt giống như là những cái bọng lên á. Đấy, mọi người thấy không ạ? Giống như cái bọng có bọng đấy. Ok ạ. Và qua đây là một cái thí nghiệm nhỏ của mình đối với nước và mình chỉ đọc vài những cái lời nói cũng như là truyền cái tâm ý của mình vào bên trong ba cái lọ này, thì chúng ta vừa quan sát xem ba cái kết quả rồi, mọi người cùng xem và cho ý kiến nhé. Xin cảm ơn mọi người.